Cô chào tất cả em học sinh thân mến, cô tên là Ngà, cô là giáo viên môn học tại trang web vietjet.com. Hôm nay thì cô sẽ cùng các em trả lời các câu hỏi trong bài số 3, nguyên tố hóa học. Trước tiên thì chúng ta vào câu hỏi mở đầu trang 19. Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen là các nguyên tố học tạo nên cơ thể người. Vậy, nguyên tố học là gì? Thì nguyên tố học ở đây đó chính là những nguyên tử có cùng số proton. Giờ thì chúng ta cùng nhau vào phần 1, nguyên tố học. Hoạt động trang 20. Nhận biết nguyên tố học dựa vào số proton. Thì chúng ta cần chuẩn bị 12 tấm thẻ ghi thông tin P, N của các nguyên tử sau. A, 10. D 11, E 12, G 66, L 68, M 77, Q 88, R 89, T 80, X 20 20, Y 19 20, Z 19 21. Thực hiện xếp các thẻ thuộc cùng một nguyên tố học vào một ô vuông. Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. 1. Em có thể xếp được bao nhiêu ô vuông? 2. Các nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố học? Chúng ta biết này, các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều thuộc một nguyên tố học. Vậy thì chúng ta sẽ xếp được 4 ô vuông. 2 này, các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tử học. Nhóm thứ nhất, chúng ta sẽ có nguyên tử A 10, D 11, E 12. Nhóm thứ hai, G 66, L 68. Nhóm thứ ba, Q 88, R 89, T 80. Y 19, 20, Z 19, 21 thuộc nhóm cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 1 trang 20. Trong tự nhiên có một số loại nguyên tử mà trong hạt nhân nguyên tử có cùng một proton nhưng có thể số neutron lại khác nhau. Như là không có neutron, có một hoặc hai neutron. Hãy giải thích tại sao các loại nguyên tử này đều thuộc về một nguyên tố học, đó là hydrogen. Hướng dẫn này, chúng ta sẽ dựa theo khái niệm về nguyên tố học. Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều thuộc cùng một nguyên tố học. Vậy thì chúng ta kết luận, những nguyên tử có cùng một proton nhưng khác nhau về số neutron đều thuộc về một nguyên tố học, đó là hydrogen. Tiếp theo, câu hỏi 2 trang 20. Số hiệu nguyên tử oxygen là 8. Số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố oxygen là bao nhiêu? Thì chúng ta biết này, số hiệu nguyên tử bằng số proton trong hạt nhân. Vậy thì chúng ta có số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố oxygen là 8. Giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là tên gọi và ký hiệu nguyên tố học. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi trang 20. Hãy tìm hiểu và thảo luận nhóm về nguồn gốc tên gọi của một số nguyên tố có nhiều ứng dụng trong cuộc sống như đồng, sắt và nhôm. Cô hướng dẫn này. Ban đầu thì kim loại đồng có tên gọi đó là cesium. Đây là kim loại cesium. Bởi vì nó được khai thác chủ yếu ở cesium. Sau này thì chúng được gọi tắt là kalium. Đây là tên Latin của đồng. Thời tiền sử thì tên gọi cổ xưa của sắt đó là
Vào năm 1825 thì đã tìm ra nhôm, và nhôm có tên tiếng Latin đó là aluminum hoặc là aluminate, nghĩa là sinh ra phèn. Giờ chúng ta chuyển sang hoạt động trang 21. Nhận biết nguyên tố học có mặt xung quanh ta. Ở đây thì chúng ta cần chuẩn bị này. Các mẫu đồ vật như là hộp sữa này, dây đồng này, đồ dùng học tập, vân vân. Chúng ta sẽ quan sát các đồ vật đã chuẩn bị, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu. Một, hãy đọc tên những nguyên tố học mà em biết trong đồ vật trên. Hai, viết ký hiệu hóa học và nêu một số ứng dụng của những nguyên tố học đó. Đấy, một số mẫu đồ vật và các nguyên tố học có trong mẫu. Hình đầu tiên đó là lõi dây điện chứa nguyên tố đồng. Hình bên cạnh đó là vỏ lon sữa chứa nguyên tố sắt. Và hình bên dưới, ruột bút chì chứa nguyên tố carbon. Hai, đồng ký hiệu là Cu được ứng dụng làm dây dẫn điện này, đúc tượng này, thiết bị điện tử. Ký hiệu là Fe được ứng dụng rộng rãi làm sắt thép xây dựng, khung xe, vỏ xe, đồ dùng sinh hoạt. Carbon ký hiệu là C. Tùy thuộc vào từng loại thu hình mà carbon có những ứng dụng khác nhau như là làm đồ trang sức này, điện cực này, nhiên liệu đốt cháy này, rồi bút chì. Rồi chúng ta chuyển sang câu hỏi trang 22. Đọc thông tin trong bảng 3.1 và trả lời câu hỏi. Một, hãy tìm nguyên tố có ký hiệu chỉ gồm một chữ cái và nguyên tố có ký hiệu gồm hai chữ cái. Ký hiệu nguyên tố nào không liên quan tới tên Upac của nó? Hai, hãy đọc tên của một số nguyên tố có trong thành phần không khí. Nguyên tố có ký hiệu chỉ gồm hai chữ cái đó là helium, ký hiệu là He, lithium, ký hiệu là Ni, và beryllium ký hiệu là Be, neon ký hiệu là Ne, sodium ký hiệu là Na, magnesium ký hiệu là Mg, aluminium ký hiệu là Al, silicon ký hiệu là Si, chlorine ký hiệu là Cl, argon ký hiệu là Ar, calcium ký hiệu là Ca. Một số nguyên tố có ký hiệu hóa học không xuất phát từ tên gọi theo Upac mà xuất phát theo tên Latin của nguyên tố như nguyên tố sodium, tên Latin đó là natrium, có ký hiệu hóa học là Na. Nguyên tố potassium có tên Latin là kalium, có ký hiệu là K. Tiếp theo là ý 2. Chúng ta biết này, trong điều kiện thông thường, thành phần không khí gần đúng theo thể tích như sau. 78% là nitrogen, 21% là khí oxygen, 1% là khí carbon dioxide, hơi nước và các khí khác. Vậy thì chúng ta khẳng định một số nguyên tố có trong thành phần không khí như là nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen. Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang phần em có thể trang 22. Nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hóa học thông qua ký hiệu, tên gọi của chúng trong các loại nhãn mác như là thuốc này, đồ uống, đồ ăn. Ở đây thì cô sẽ lấy ví dụ đầu tiên, đó là nhãn chai nước muối sinh lý.
thì chúng ta nhận thấy này, trên nhãn có ghi đó là natrium 0,9%. Vậy thì chúng ta kết luận là có nguyên tố sodium và chlorine ở ví dụ 2, đó là nhãn trên hộp sữa Famicanxi. Thì chúng ta dựa vào bảng giá trị dinh dưỡng và thành phần thì chúng ta thấy là trong sữa này sẽ có các nguyên tố sau này: calcium, zinc, sodium, magnesium, vân vân. Như vậy là câu hỏi phần này thì cũng đã kết thúc phần hướng dẫn của cô ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.